Mến chào các em học sinh khối 7 đã đến với tiết học trực tuyến của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Ở tiết trước, chúng ta đã học bài vẽ theo mẫu là hoa và quả và đã hoàn thành bài vẽ theo mẫu đó. Thì ở tiết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem một bài trang trí. Đó là bài chữ trang trí, bài số 14. Thì ở bài này chúng ta có 3 phần. Thứ nhất đó là phần quan sát nhận xét. Thứ hai là phần sử dụng chữ trang trí. Và cuối cùng đó là phần thực hành của các em làm cho chữ nổi bật. Thì đây chúng ta cùng xem. Ở đây có một vài những cái bảng chữ có nhiều kiểu chữ khác nhau, nhiều phông chữ khác nhau. Thì chúng ta có thể lựa chọn những cái phông chữ này hoặc cũng có thể sáng tạo một cái kiểu chữ theo ý thích của mình. Nhưng phải đảm bảo là trong một cái dòng chữ thì cái phông chữ nó phải thống nhất với nhau, chứ không nên là mỗi con chữ là một kiểu chữ. Thì làm cho bài vẽ của mình sẽ không đẹp. 25 mã chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng chữ trang trí. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn kiểu chữ cho phù hợp với nội dung. Và tùy theo đồ vật mà chúng ta bố cục chữ sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, chúng ta có thể kết hợp thêm giữa chữ và hình vẽ cho sinh động. Và cuối cùng là chúng ta thể hiện màu sắc làm cho chữ nổi bật. Thì đây chúng ta cùng xem. Ở đây có một vài những cái bảng chữ có nhiều kiểu chữ khác nhau, nhiều phông chữ khác nhau. Thì chúng ta có thể lựa chọn những cái phông chữ này hoặc cũng có thể sáng tạo một cái kiểu chữ theo ý thích của mình. Nhưng phải đảm bảo là trong một cái dòng chữ thì cái phông chữ nó phải thống nhất với nhau, chứ không nên là mỗi con chữ là một kiểu chữ. Thì làm cho bài vẽ của mình sẽ không đẹp, làm cho chữ nổi bật. Thì đây chúng ta cùng xem. Ở đây có một vài những cái bảng chữ có nhiều kiểu chữ khác nhau, nhiều phông chữ khác nhau. Thì chúng ta có thể lựa chọn những cái phông chữ này hoặc cũng có thể sáng tạo một cái kiểu chữ theo ý thích của mình. Nhưng phải đảm bảo là trong một cái dòng chữ thì cái phông chữ nó phải thống nhất với nhau, chứ không nên là mỗi con chữ là một kiểu chữ. Thì làm cho bài vẽ của mình sẽ không đẹp. Ở phần hướng dẫn về nhà thì yêu cầu các em hoàn thành bài tập. Và phía sau chúng ta sẽ thi học kỳ, cho nên là yêu cầu các em chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập như là bút chì, gom, bút màu. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Thân ái chào các em, chúc các em có nhiều sức khỏe để học tập tốt.